Vâng, cách đây ít giờ thì truyền hình Syri cũng như là truyền hình Trung Đông đưa tin tên lửa đã bắn từ Địa Trung Hải vào lãnh thổ của Syri. Người ta đã nghe thấy những tiếng nổ lớn ở thủ đô Damascus. Điều này xảy ra trùng khớp với cái thời điểm mà Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tấn công quân sự Syri nhằm đáp trả lại vụ tấn công hóa học ở Duma hôm 7 tháng 4 vừa qua. Các nguồn tin khu vực đưa tin những hình ảnh đầu tiên vụ tấn công này, truyền hình Syri cũng đã phát đi cái bản tin khẩn cấp về Mỹ, Nga và Anh bắt đầu xâm lược Syri. Các mục tiêu tấn công là sân bay, các cái sân bay quân sự của Syria và các cái căn cứ nghiên cứu khoa học. Mỹ cũng tuyên bố mục tiêu tấn công là các cơ sở sản xuất vũ khí ở Syria. Điều này cũng gần như ngoài dự đoán của các chuyên gia, khi mà trước đó nhiều giờ thì Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng là chưa đưa ra quyết định cuối cùng về tấn công Syria và chưa bao giờ nói là sẽ tấn công Syria. Mặc dù vậy thì với tính cách của ông Donald Trump thì Nga cũng như là Syria với hệ thống phòng không của mình luôn luôn sẵn sàng và chưa bao giờ bỏ qua cái mức độ cảnh giác cao. Đặc biệt là khi mà Mỹ và Nga, đặc biệt là khi Mỹ tăng cường gửi quân cũng như là tàu chiến và máy bay, vũ khí, tên lửa tới Syria và ở ngoài khơi Địa Trung Hải, cùng với những cái áp lực tấn công cũng như là tuyên bố tấn công đơn phương của Anh và Pháp. Vâng, trước đó thì theo một số nguồn tin thì lực lượng chính phủ Syria cũng đã sơ tán khỏi các cái căn cứ quân sự và các sân bay, và cũng như là khi mà máy bay của Mỹ tuần tra kiểm soát ở trên cái không phận của Syria. Theo các thông tin thì lực lượng ủng hộ của Tổng thống Bashar al-Assad đã sử dụng chiến thuật là vườn không nhà trống ở các cái sân bay chính và các căn cứ không quân thuộc quyền kiểm soát của chính phủ. Tổng thống Bashar al-Assad được cho là đã trú ẩn cũng như là có một vị trí chiến lược gọi là ẩn náu ở một cái căn cứ của Nga và được giám sát chặt chẽ. Ông này đã ở một cái hầm ngầm bí mật bởi vì cho rằng Syria cũng Nga cho rằng là khả năng Mỹ tấn công không chỉ là các căn cứ hóa học, các căn cứ không quân hay là các sân bay, mà có thể là các vị trí chiến lược của Syria, trong đó có cả nơi ẩn náu của ông Bashar al-Assad. Do vậy ông Bashar tại nơi ẩn náu này gần như là không có sự liên lạc nào với bên ngoài hoặc là liên lạc bí mật nhằm tránh bị lộ cái nơi ẩn náu của ông và tránh có thể bị một cuộc tấn công từ bên ngoài do Mỹ phát động. Bởi vì theo các thông tin thì Mỹ không chỉ tấn công các căn cứ khoa học mà có thể tấn công vào dinh của Tổng thống hay là các mục tiêu mà ông Bashar al-Assad đang ẩn náu hay là trú ẩn. Có một chi tiết đáng chú ý là trước đây vài ngày thì Tổng thống Nga Putin cũng đã liên lạc với, cũng như là liên lạc là điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump về xảy ra tấn công, và người ta cho rằng hai bên đã có những điện đàm bí mật là có thể tấn công và nếu tấn công thì tránh gây thương vong cho dân thường. Vào dạng sáng nay thì chính quyền Pháp của Tổng thống Emmanuel Macron cũng đã quyết định tham gia cuộc không kích Syria cùng với chính quyền Mỹ của Tổng thống Donald Trump. Và ngay chỉ ít phút sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tấn công Syria thì Tổng thống Pháp Macron cũng đã đưa ra lời tuyên bố trên các kênh truyền thông của Pháp. Sau đó thì ông Macron giải thích rằng là cái quyết định này của Pháp là phù hợp với những cam kết với đồng minh và cũng như là một sự trừng phạt đối với chính quyền Syria. Hiện tại thì chưa rõ là mức độ tham gia của Pháp vào các cuộc không kích vào Syria trong rạng sáng ngày hôm nay ở mức độ nào. Tuy nhiên trước đó thì báo chí Pháp cũng đã nói nhiều đến kịch bản đó là Pháp sẽ sử dụng các chiến đấu cơ Rafale có mặt trong khu vực Trung Đông, cũng như là có thể là xuất phát từ trong lục địa của Pháp, tức là từ các căn cứ quân sự của Pháp trên đất Pháp và thực hiện tiếp dầu trên Địa Trung Hải để tiến hành tấn công Syria. Tổng thống Pháp Macron thì cũng tuyên bố rằng là cuộc tấn công này chỉ là bước khởi đầu. Tuy nhiên điều quan trọng nhất đối với nước Pháp đó là nước Pháp sẽ phải tiếp tục các nỗ lực ngoại giao. Ông Macron tuyên bố là ngay trong ngày hôm nay, tức là rạng sáng ngày hôm nay theo giờ Pháp, thì nước Pháp cũng sẽ nối lại các nỗ lực ngoại giao, mà cụ thể là với chính quyền Nga của Tổng thống Vladimir Putin để tìm ra một giải pháp lâu dài cho cuộc khủng hoảng tại Syria. Và chúng tôi sẽ theo dõi chặt chẽ các diễn biến trong cuộc tấn công Syria của Liên minh Mỹ Anh Pháp và sẽ tiếp tục cập nhật đến quý vị và các bạn. Bởi lẽ nếu như theo đúng lời Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố thì cuộc tấn công này sẽ kéo dài chừng nào mà Liên minh cảm thấy là cần thiết. Và nước Pháp thì cũng tuyên bố ngay từ đầu là sẽ sát cánh cùng với Mỹ, mặc dù là đối với Pháp thì quan điểm của Pháp đối với vấn đề Syria thì có một chút linh hoạt hơn so với Anh và Mỹ, đó là nước Pháp vẫn ưu tiên cho giải pháp ngoại giao.